Chào các bạn ha. Video tiếp theo này, những bạn nào mà đang dùng Facebook, các bạn được tag tên hay nói cách khác là nêu bật trên những bài viết của người khác. Điều đó khiến bạn không thích hoặc là không phù hợp. Thì trong video này, mình chia sẻ cho tất cả các bạn cách tắt tính năng nêu bật trên Facebook. Rồi, bây giờ mình sẽ vào Facebook. Tiếp tục các bạn sẽ ấn vào biểu tượng trang cá nhân có dấu ba gạch ở góc tay phải màn hình ha, ở phía dưới. Rồi, ở đây các bạn chọn là cài đặt và quyền riêng tư. Ở phần này các bạn chọn là cài đặt. Ở phần cài đặt này, các bạn tìm giùm mình cái chữ thông báo nè. Rồi, ở cái phần thông báo này, các bạn sẽ chọn cái chữ thẻ ha. Tiếp tục, các bạn sẽ chọn cái chỗ là nhận thông báo về. Các bạn thấy là lượt nhắc đến hàng loạt. Ở đây là nó đang bật. Các bạn tắt nó đi. Đó, như vậy là đã xong cái phần tắt tính năng nêu bật nha các bạn. Thông qua video hướng dẫn gì rồi thì mình cũng chia sẻ cho các bạn cách tắt hoặc là bật tính năng nêu bật ở trên Facebook. Nếu thấy video hay, nhớ để lại cho mình một like, một chia sẻ ha. Và hẹn gặp lại các bạn ở trong video gần nhất của mình. Xin chào.